Bệnh loét dạ dày tá tràng có xu hướng tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân chủ yếu từ thói quen trong sinh hoạt như ăn uống không điều độ, ăn thức ăn nhanh được chế biến sẵn, ăn nhiều thức ăn chua, cay, hút thuốc, uống rượu, làm việc quá sức và thường xuyên phải đối mặt với căng thẳng. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và một số thuốc kháng viêm không phải steroid và aspirin. Các nguyên nhân khác là bao gồm ví dụ như một số thuốc ví dụ như là calicloro, rồi là các cái thuốc corticoid nó phối hợp với thuốc kháng viêm. Ngoài ra thì là có một số cái bệnh ví dụ như bệnh ác tính của dạ dày nó cũng gây loét. Một số bệnh mãn tính của dạ dày đỉnh của đường tiêu hóa ví dụ như bệnh Crohn hoặc là bệnh cường tuyến thượng thận nó cũng gây ra loét dạ dày. Và một số nguyên nhân khác ví dụ như các vi khuẩn khác rồi hóa chất vân vân. Loét dạ dày tá tràng là căn bệnh mãn tính thường không có biểu hiện rõ ràng. Những người có biểu hiện đầy hơi, ợ chua, ăn uống khó tiêu, tức vùng thượng vị, đau vùng thượng vị khi đói, đó là dấu hiệu của bệnh loét dạ dày tá tràng. Và để thấy được loét dạ dày tá tràng thì chỉ có cái phương pháp là nội soi. Hiện nay thì cái kỹ thuật nội soi nó tiến triển rất là nhiều. Trong quá trình nội soi thì bác sĩ sẽ khảo sát xem bệnh nhân có loét hay không, loét ở vị trí nào và bao nhiêu loét. Thường thì là loét ở dạ dày và có thể loét ở tá tràng. Và thông qua cái nội soi đó thì các bác sĩ chuyên khoa người ta có thể làm lấy cái mẫu sinh thiết để đánh giá các cái tổn thương về cái mô bệnh học, ví dụ như là viêm, loét, ung thư vân vân. Và cũng qua đó người ta lấy mẫu để làm xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori để định hướng cho cái việc điều trị sau này. Người dân cần thay đổi những thói quen trong ăn uống có hại cho dạ dày, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, điều trị kịp thời khi có bệnh, tránh các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.